Ok, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về GPT-4 full tutorial. Thì để truy cập vào GPT-4 ở đây thì các bạn sẽ đăng ký cái một gói GPT Plus đây. Rồi, thì bây đây là cái subscription, cái plan của mình. Ở đây là có GPT Plus, ở đây là 20 đô một tháng. Các bạn có thể thanh toán qua thẻ Visa Việt Nam không? Các bạn có thể manage cái subscription này. Đó. Thì GPT 4 ở đây thì chúng ta có những cái chức năng, ví dụ như là chúng ta có thể tạo tranh ảnh với đàn bà đây, Đó. Đây là một ví dụ của đàn bà text to image symptom ở đây, text to image symptom ở đây. Đó. Vài cái prompt, một cái ví dụ ở đây, ví dụ như chúng ta có một cái prompt là 5 years old keep talking to about the super sunflower. Đó. Thì chúng ta sẽ có thể truy cập được cả. Đây là toàn bộ những cái ví dụ giống như là Midjourney vậy, nó có thể tạo được tranh ảnh từ những vài cái form nhất định. Ví dụ như mình sẽ copy, ví dụ mình sẽ copy cái form này ở đây chẳng hạn, và mình sẽ paste vào không chụp paste, mình sẽ paste vào cái đàn ở đây để chụp gặp đàn ở đây. Thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ click vào phần là custom setting in beta ở đây, và các bạn sẽ vào click vào phần là beta feature, và các bạn sẽ bật hết là plugin và advanced data exist ở đây. Đó. Thì đây chúng ta có, đây là cái giao diện ở đây, và các bạn sẽ click vào phần explore với trái màn hình ở đây, thì chúng ta sẽ truy cập được vào các ứng dụng như đàn này, đàn bà này, đó. Turn the text to image data exist này, đó. Và vài cái plugin khác nhau, có rất nhiều vô vàn cái. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng đàn bà ở đây, thì mình sẽ sử dụng ví dụ như là vai mình yellow banana shape, đúng không? Ở đây thì mình sẽ banana shape which copy house so gì ạ, idea chẳng idea thì và sẽ từ đây thì chúng ta sẽ cùng chờ xem cái giao diện ở cái đàn bà đây sẽ tạo cho ra những cái ảnh đây à. Ok, rất là nhanh thôi. Đó thì cái coffee house, cái giao diện là của chuối đây. Đó. Here is chosen a vibrant coffee house design in the shape of banana. Ok, rất là đẹp đó. Đây là hoàn toàn cái thành quả của mình. Coffee house. Ok, rất hay. Ví dụ như những cái tranh ảnh này thì hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng là tranh trang trí, hoặc trang trí và vân vân. Rất nhiều cái những cái đồ họa khác nhau. Mua được architecture, building, glass, window. Rất nhiều những cái đồ họa khác nhau. Kinh điển khác nhau. Những bức tranh 3D rất là đẹp. Thì đấy là về phần image, text to image ở phần GPT 4 này. Ok, tiếp theo mình sẽ cùng tìm hiểu xem cái tweet của anh này, cho sẽ nói về những cái tính năng use case khác nhau của OpenAI, cái khả năng mới nhất khi mà chúng ta đã update lên GPT 4 ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta có cái Bui with Nature Language, đó. Nó sẽ dùng cái build a custom GPT using private trolley just 4 minutes. Chúng ta có thể tạo những cái chat GPT custom như ví dụ như này thì trong vòng là chưa đầy 5 phút. Đó. Đây là ví dụ của CEO của OpenAI demo chúng ta. Các bạn có thể xem cái video này. Tính năng thứ hai ở đây là GPT Builder, chính là cái GPT Builder ở đây. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra những config, những cái GPT Builder khác nhau, đúng không? Để tạo ra những cái custom GPT khác nhau. Cái thứ ba ở đây là chúng ta có là việc chúng ta tạo ra được những cái GPT custom này, chúng ta có thể sell bán. Thì mình sẽ chờ xem những cái tính năng này ở phần GPT Store,
hiện tại thì vẫn chưa launching gì đây. Thứ tư là chúng ta có thể tạo được AI Assistant Travel Map rất là nhanh. Cái tính năng này thì ở đây có tự tự người của OpenAI demo của chúng ta. Các bạn có thể xem cái video ở đây. Thứ năm ở đây là chúng ta có là cái GPT Turbo. Rất là với cái tốc độ của GPT-4 Turbo đây. Check improvement. Cái tiếp theo ở đây là chúng ta có thể connect combine web browsing with GPT. Cái thứ bảy ở đây là chúng ta có thể là use new open vision API đó, liên quan đến tính năng về API của text to speech để comment, tức là để gọi là thuyết trình một vài cái video về bóng đá hoặc là video về game. Cái tám ở đây là chúng ta có thể là 128k context đối với là GPT-4 Turbo đây. Cái chín ở đây chúng ta có là GPT Vision. Thứ 10 đây là tương tự text to speech AI đó, tương tự ở đây. Cái thứ 11 ở đây của anh ấy kê khá nhiều ở đây là trong cái Nicotech Window đó. Ở đây thì chúng ta có thể cung cấp được toàn bộ là full transcript in summary đó. Ở đây ví dụ các bạn có thể click vào phần là các bạn có thể click vào phần một video bất kỳ và chúng ta sẽ có cái nội dung lời thoại và chúng ta sẽ tóm tắt ở đây. Rồi cái tính năng tiếp theo chúng ta đã thử trong video ngày mai là tính năng data analysis đó. Thì để dùng phần này thì các bạn sẽ click vào phần explore ở đây và các bạn sẽ click vào phần là data analysis ở đây đó. Đó thì chúng ta sẽ ra một cái giao diện này. Thì đầu tiên các bạn sẽ upload cái một cái file bất kỳ. Ở đây thì mình sẽ upload cái file Excel lên đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chat với GPT đây đúng không ạ? Thì mình sẽ hỏi cái nội dung là how many. Chuột enter open after moment. Đó. Xem cái tính năng GPT đây, xem họ có tính hay không ạ. GPT Majuto đó. Đó ok thì mình sẽ đợi number open lên xem. Total number I need to identify ribbon color. Ok thì mình phải gai nó một chút ở đây thì mình sẽ bật cái file và mình sẽ gai một chút ở đây. Mình vừa bật file này thì mình sẽ bật file này đây. Đó. Ok. Đây thì mình sẽ ở sheet là HTC và ở column và mình sẽ hướng dẫn cho nó ở column là column ở đây. Ok thì mình sẽ bảo lại là ok status is given in the column of sheet. Đó, chúng ta sẽ thử ở đây. Ok, rất là thông minh. Và chúng ta sẽ được cái total ở đây. Và chúng ta sẽ đợi xem cái ChatGPT này. Oh, overall analysis. It appears that issue. This will be due to this to process. Ok. Ở đây nó tự động ở đây. Đây rất nhiều cái ở đây. Correct. Đó, rất thông minh. Có thể đọc được cái file này trong đây và tự động là đếm. Rất là thông minh và rất là tiện cho các bạn là mà những công việc khác nhau ở đây sử dụng GPT-4 đây. Ok cuối cùng thì đếm ra phần là column O đây correctly.
đó, close 45, open là 40, withdraw 1, đó. Quá là chuẩn luôn, quá là chính xác luôn với cái tốc độ GPT này đây. Wow, LV2 table đây, quá tuyệt vời với cái tính năng bây giờ GZ này, đó. Các bạn có thể thử và give feedback ở đây.